ta chạy quanh chẳng dừng tìm lối. Bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi. Hạt long lanh cho ngày lên tính khôi. Trong nỗi vui đời thương hay dẫu bao buồn phiền, tình thật an nhiên phút giây bình yên. Giữa chốn xa hoa này bao lần vấp ngã, giữ tâm hồn nhiên thức giấc mơ ta về. Đời không cho nhiều mà lòng chẳng thiếu, nghĩ chi trả vây. Nếu tim còn yêu trời luôn mơ nắng, biết yêu thương mình là biết yêu thương người. Một lần cho đi muốn đời ta mãi có. Ngày rồi đêm thay nhau có chi sầu thêm, mặt đất đâu hư hao luôn là nơi nụ hoa nương nao. Bầu trời xanh trên cao vẫn muôn ngàn sao, tình nào nào đưa người về bên nhau. Không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu, nếu như mà chậm trễ là mắt cô ấy không còn hy vọng nữa. Vậy thì đưa chị ấy đi đi. Thà cho tình địch rồi bây giờ đứng nhìn kẻ đó chiến thắng. Tôi không hiểu ý của bà. Cậu cứ lo cho bản thân trước đi. Khi nào có thông tin gì tôi nó sẽ gọi. Hãy coi chừng kẻ gọi là bản thân bên cạnh anh. Có một cái sừng ở trên đầu rất là khó chịu. Anh tới đây làm cái gì? Dù gì cũng là vợ của mình mà, đừng vì một chút tệ hại mà dòm có vợ người khác. Chờ đi, sông núi trước sau gì cũng đụng nhau à. Đi về. Trời ơi, phải chia hai của tôi không vậy? Trời ơi, đau, đau quá. Ai hại chị ra nông nỗi này vậy chị hai? Quỷ này chứ ai. Tánh kỳ, chơi mà chơi đối thừa. Chị kêu em mừng chị nói bằng bật thì nè, nói bằng bật không hề hòa lẫn với ai luôn. Trời. Y chang ghê xa vậy mà chị còn la em nữa. Thì đúng rồi đó, ghê quá, người ta tránh xa nè. Tháng này trừ lương. Chị kỳ vậy chứ mà chơi trừ lương đau quá. Trời ơi, phấn mua ở đâu mà trù hoài không ra luôn nè. Hòn không mấy hòn trả lớn không. Ê, không quá chắc không á. Trời ơi, sao mày chép vô mặt tao? Thì chép mặt chị, chép mặt em đâu. À, báo châu xử lý công trùng. Ê, thôi em chùi cho nè. Đau. Đau. Nó chưa đụng luôn đó chị hai. Đau. Chưa kịp chùi luôn á. Đau bản năng. Đau. Thôi tự chùi luôn đi. Hả? Ê hai đứa, chùi cho chị đi. Đau. Đau. Về nhà ăn ngon với Omachi sốt bò hầm. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Đặt hàng ngay qua hotline 1900 6869. A An, ngành gạo ngon cơm. Trời ơi, trời ơi, người ta là sáng gì vợ, còn tôi là chút gì vợ nè. Khổ thiệt. Giờ này ai còn nhắn tin không biết nữa. Lì dữ vậy ta. Bể mánh rồi. Nội không chịu ký sang tên đất đai ruộng vườn cho em nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Alo, bà hai hả? Cái gì vậy? Hả? Em đặt cọc hết rồi bà hiểu không? Bây giờ mà không được em mất trắng á. Bà... Alo, alo. Trời ơi, trời ơi. Anh ơi, cái gì vậy anh? Cái gì hả? Ông trời hại tôi không chết, mà vợ con hại tôi chết, người nhà hại tôi chết nè. Anh ơi. Đi ra. Anh. Mày làm gì vậy? Mày bỏ xe tao xuống coi. Em chỉ định giúp anh thôi mà. Tao không cần. Mày muốn giúp tao cái gì? Mày chỉ cần biến khỏi căn nhà này là đủ rồi. Được không? Biến đi. Biến đi. Không có chuyện gì mà anh phải đi hết á. Nhà này nhà của nội, người ta cũng chỉ ăn nhờ ở đậu thôi, không có gì mà đuổi anh hết á.
Ê, thằng kia, mày có ngon mua nhà đi, muốn đổi ai đổi. Đủ rồi. Mày nhục không? Chứ tao là tao nhục lắm mà. Người ta cũng chỉ ăn nhỡ đậu thôi. Có ngon mua nhà đi, muốn đuổi ai đuổi. Ok, ok. Đây là toàn bộ số hình mà tao đã thu thập được. Ok, đủ rồi. Cảm ơn anh. Tôi đi trước nha. Anh nên nhớ, anh chỉ là thằng làm công thôi. Tôi và chủ nhân của căn phòng anh vừa bước ra là ông bà chủ của anh đó. Dù gì cũng là vợ của mình mà. Đừng vì một chút tệ hại mà dòm có vợ người khác. Em và cả nhà muốn chị Hiền về ở chung. Chị ấy có thể làm việc ở tiệm cơm, rồi sau đó kiếm một cái nghề nào đó để học. Nhưng mà mỗi lần nhắc đến á là chị lại lẩn tránh. Dạ. Con đưa nội đến gặp chị con nhé. Dạ nội. Em đi không em? Biết. Đi với anh nè. Bao nhiêu tiền anh trả cho. Thằng điên. Mày nói gì đó? Nè, làm gì đó? Con hồn biến nha. À, mày là thằng bảo kê đúng không? Mụ này là Tú Bà đúng không? Nè, mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Mất dậy này, mất dậy này. Cậu có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng đụng đến cháu tôi không để cho cậu yên đâu. Biến. Nghe gì không? Biến. Có sao không con? Dạ. Dạ không. Nội đến đón con về.
con. Nội biết trong lòng con còn nhiều đau đớn, còn nhiều oán giận. Nhưng đừng tự chịu một mình. Con còn có nội, còn có các chị em. Hãy để mọi người chia sẻ với con nhé. Về nhà đi con. Nội cho con thêm thời gian đi nội. Mình có nhìn lầm không? Kỳ vậy? Cà phê của em đây. Ít cà phê nhiều sữa. Không thể vậy được. Hôm nay diện đủ rồi, tôi không muốn tiếp tục thấy anh nữa. Quá ra con mèo nào rồi cũng sẽ ăn vụng. Minh Thảo à, anh... Tôi đã mời luật sư rồi. Thảo, hãy tin anh đi. Người anh yêu chính là em. Cô ta chỉ là trò chơi qua đường thôi. Tin? Dựa vào cái gì đi tin? Chỉ cần cho anh cơ hội đi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Tôi không cần. Chắc chị hai và con Hòa sẽ vui lắm. Anh có bị cái gì thì cũng đáng bản thân mình thôi. Còn em không đáng thành trò cười như vậy. Anh sẽ phải hối hận vì sự khiêu khích này. Có biến rồi. Lên xe đi.
tại sao lại theo tôi? Tôi đâu có. Xuống xe. Giờ ngày mai không cần phải đi làm nữa. Xuống xe đi. Tôi chỉ quan tâm cô thôi mà. Tại sao lại quan tâm tôi? Cái email đó là do anh gửi. Một, hai. Tôi ghét thằng Mạnh. Lúc qua nhầm, nó học dở hơn tôi, làm dở hơn tôi, tất cả mọi thứ nó đều thua tôi hết. Mà giờ vậy sao? Tôi chỉ là thằng làm công, còn nó là ông chủ. Tất cả chỉ vì là nó có một người vợ giỏi và giàu hơn tôi thôi. Bất công. Ý anh là nếu như anh cũng có một người vợ giỏi và giàu thì anh sẽ thành công như anh ta bây giờ. Là thành công hơn. Vậy thì chúng ta thử xem. Thử gì? Thử như lời anh nói. Nếu anh cũng có một người vợ giàu và giỏi thì anh sẽ thành công hơn anh ta hiện giờ. Chị đi bình an nhá. Lịch làm việc của em có chút thay đổi, phải 2 ngày nữa em mới qua với chị được. Cố tình bảo gì phải không? Đúng rồi, đã chị biết. Chị là chị của em, chị bảo anh cũng là chị của em. Em sẽ không bỏ hai bà chị của em nơi xứ người đâu. Không dám cãi nữa. Hẹn gặp bên đó. Vâng. Hẹn gặp lại chị sau nha. Chúng ta gặp nhau một lần cuối được không? Anh có một căn hộ chung cư. Em sao vậy? Ra từ trước đến giờ anh không hề hiểu em. Em chưa bao giờ cần những thứ này từ anh cả. Đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em ngay lúc này. Em thực sự rất thất vọng. Tiên à, anh... Tạm biệt. Tiên à, anh không thể nào mất em được. Đây. Rồi, coi như là kỳ này á, tôi giao anh. Bà chị của tôi giao ông đó. Chăm sóc cẩn thận nha. Yên tâm, đi hai về ba. Là về chung với chị ba đó. Cũng có lý. Con chị nữa. Cái gì? Chưa giữ mặt ham hố à? Nè, chị còn chưa tính sổ em đó. Đợi chị về hả? Chị sẽ tính sổ với em. Trễ rồi, đi thôi. Đi. Đi đi. Còn sớm lắm. Thật ra tôi là một người rất là phóng khoáng. Cái chuyện đó anh cứ thoải mái đi nha. Cố gắng nha. Chuyện gì? Những cái chuyện đi 2 giờ 3 đó. Cố lên.
tin anh. Hai người muốn chết hả? Đi. Hai người muốn chết mặt cái gì sao nha? Hả? Nè. Đi, đi. Trời ơi, bữa này. Đi. Dạ, trời ơi. Nè, đi, đi, đi. Nè, lần, lần sau, chị về chị xử em đó. Nhanh nữa, buông ra coi. Lợi dụng nắm tay tôi hả? Đi, đi, đi. Nhà này á, mọi người rất là khó tính. Cô làm chuyện gì vậy cũng phải để ý từng chút nha. Nhất là đợt này có cô Hòa về nữa, cô á tuyệt đối phải cẩn thận đó. Chị yên tâm đi, từ trước tới giờ em đi giúp việc cho nhà nào chủ họ cũng thương em hết á. Tôi dặn á không có bằng thừa đâu. Dạ. Kìa, mọi người về kìa. Sao chưa xuống nữa? Nhìn cái gì vậy? Tôi... Đừng để cho em con thấy người này nữa. Dạ. À, tôi về để dự ra mắt sản phẩm gạo mới. Chắc là sẽ ở lại lâu đó. À, tôi gọi lại sau nha. Qua. Qua. Có chuyện gì vậy mẹ? Em con nó lại bỏ đi nữa rồi. Đi kiếm nó về cho mẹ nhanh. Dạ. Lên. Dạ thưa mẹ, có chuyện gì nói sau đi. Con đã tìm được em Hiền. Con nói cái gì? Con đã tìm được em Hiền. Dạ thưa nội, con mới về. Ủa, sao con về một mình? Thế chị con đâu? Con cũng không biết nữa. À, không biết là sao? Con nói con đi đón chị con mà. Lúc mà con đến á thì chị Hồng đi rồi. Chị ấy có để lại một lá thư nói là đi làm ăn xa với bạn. Thế con không gọi được cho chị con sao? Dạ không. Mẹ. Mẹ mới đi đâu về vậy mẹ? Mẹ. Em mới đưa mẹ đi tìm Hiền. Không ngờ nó đã bỏ đi rồi. Mẹ định giở trò gì vậy? Được. Em đã định đưa cho mẹ, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Mẹ muốn gì? Muốn từ giờ trở đi chị làm gì cũng phải nể mặt em một chút.
Mẹ đừng buồn, con nhất định sẽ tìm em Hiền về lại. Mẹ muốn nghỉ ngơi. Mẹ à, con mời mẹ xem kịch nha. Mẹ nói rồi mẹ không có tâm trạng. Con nghĩ mẹ sẽ rất thích vở kịch này. Một vở kịch nồi da xáo thịt, gia đình tan nát, mà những diễn viên chính là những kẻ mà bao năm qua mẹ rất căm ghét. Chừng nào thì vở kịch đó công diễn? Dạ, con rối của con đã sẵn sàng cho những cảnh đầu tiên. Chứ đừng có để mất bọn để làm chuột. Cái thằng nói gì không hiểu gì hết. Nói thẳng ra đi. Để anh Tư về, em mát ảnh. Xử ổng được. Xử ai vậy? Bỏ cháu. Anh Tư. Em về là bỏ anh về thêm đúng không? Hứa với nội một chuyện. Nó tự ấy, dù bất kỳ xảy ra chuyện gì, em nắm chặt tay bảo anh để đi hết cuộc đời này. Dạ. Con xin hứa với nội,